Điệp đang bắt là hai cây sao này nè, nó nè cô chú. Hai có một cây sao, một là nó 7 tổ ong. Còn cây sao bìa cả nhà đang thấy đó là cái tổ ong đó là một tổ. Là 8 tổ. 8 tổ ong với cái cây ở bìa bên ngoài nữa nè. Là một tổ nữa là 9 tổ ong. 3 cây sao. Điệp bắt ra đây là cồn phong nẫm. Cũng sát với đường đó là đường Nam Sông Hậu đó. Đây, mấy tổ ong mà cả nhà thấy đen đen ở trong cái thang cây đó. Nó cũng hơi khó thấy, nó phức á. Đó, đây nè, đó, cả nhà thấy không? Đó là ong nó đang bay ra cái máy cam dữ rồi. Đó. Đó nha, đó là mấy tổ ong đó. Rồi giờ Điệp bắt đầu điều khiển cho nó bay một vòng ha. Có em để ngoài anh trên cái ca nước đá. Điệp bắt là nè, cái cây bên đây một tổ nó nè, nó nè cô chú. Thì những cái tổ ong ở đây á thì bắt được bắt cũng năm nay nữa, năm thứ tư rồi, nhưng mà thấy nó hung lắm, tổ nào như tổ nấy. Mình đi lên nó quýnh á, nhằm vùng miền gọi là ong đốt, rồi ong cắn, ong chết, tùy theo vùng miền gọi khác nhau, nhưng Điệp ở miền Tây là đa số anh em hay thường gọi là ong chết là nhiều. Rồi đó, bây giờ tới Điệp bắt đầu di chuyển máy. Được di chuyển máy xa xa ra không, hơi là ong nó hung, hồi được leo lên nó mệt lắm. Đường Nam Sông Hậu nè cô chú, ở đây nè. Thì cái mé ở bên kia đó là bên ở bên đó là nằm đất liền ha, còn mé bên đây là thuộc là cồn phong nẫm. Đường sông đó là đổ về lên cây cầu Cần Thơ, là đi về hướng của Điệp. Còn đằng sau này là đường xuống ở dưới ga biển Trà Vinh rồi. Còn mé ở bên đây thì nằm là thuộc là cồn Lục Sĩ đó. Còn Lục Sĩ là nó nằm ở bên ngoài đó 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 đó, nó đó cô chú. Để Điệp ái lên cô chú xem đó, bên đó đó thì thuộc là bên Lục Sĩ đó. Điệp zoom đi lên nó hơi bị né ha. Rồi thôi giờ bắt đầu Điệp cho máy xuống. Nó mấy cây sao Điệp đang bắt là ở đây nè. Ở đây Điệp còn thấy mấy cái tổ ong đó. Đó. Đen đen đó. Rồi giờ Điệp bắt đầu về cùng trải nghiệm với anh em bắt đầu đi lên bắt ha. Rồi Điệp mới xuống tới luôn cả nhà ơi. Điệp gửi lời thân thương chào đến quý ông bà quý vị chú bác anh chị em gần xa trong nước trong ngoài nước nha. Điệp chúc cả nhà ngày mới luôn luôn vui vẻ nha. Thì ở đây Điệp có mua bông để thắp nén hương cho bác gái là mẹ của anh Út. Đây là bánh đĩa với bánh in. Đằng kia đôi giày đinh để Điệp leo cây nè, cây sao này nè. Ngày trước Điệp cũng leo rất là nhiều lần rồi, nhiều năm rồi cả nhà, cả khoảng năm nay nữa năm thứ ba thứ tư rồi. Hai cây nha, cao lắm. Bên đây thì một tổ nè. Đó, cả nhà thấy không? Tổ ong đó. Bên đây thì một tổ. Tổ ong này chừng có khoảng lít trở lại hả cả nhà ơi. Chứ nó không có được nhiều. Cây thì nó cao quá. Bên đây thì coi một tổ, hai tổ, ba tổ, bốn tổ, năm tổ, sáu tổ, bảy, bảy tổ luôn. Ồ, bữa nay cái cây này bữa nay năm nay là nhiều về nhiều nhất rồi.
nó nằm một chùm đó không là 2 tổ, 4 tổ, 5 tổ, 6 tổ, viên tổ ngoài kia tổ nên là 7 tổ. Rồi, biết không, nó nằm khích khích bên không à. Nói chung là tổ ong mà nó đóng mà nhánh một tổ đó nha, thì nó nằm xa ra thì mình khỏe nghe cả nha. Còn mà nó đóng khích khích cái kiểu như gì đây, mình đem lên mình động tổ này là tổ kia nó bay ra. Nói chung là tổ lớn nhỏ đều có nhau nha, là nó bay ra là nó tấn công mình á, nó quýnh mình nhiều lắm. Điệp mới thắp 3 nén hương cho bác gái. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Xem clip nhớ cho anh Điệp like nha cả nhà. Hai anh em qua hỗ trợ anh mép bên tay phải thì anh Nhiệm có biệt danh đó là anh ba chà cú, còn bên kia là em trai quắc đang núp nha. Em trai quắc là biệt danh là gì cái gì Điệp Liên Tú hả, gì bé hột luôn. Còn anh Điệp Liên Tú đang cầm điện thoại thì ở đây nè cả nhà, thì hình như vòng anh biết nhiêu tổ không, 9 tổ. 9 tổ ông, thì cái cây sau này nó về chuyến này nhiều nè, chứ thường nó có 5 tổ, 4 tổ à. Chuyến này nó về là một cây một là 7 tổ cả nha. 7 tổ, cây trong tổ nữa là 8 tổ, với cây ở ngoài biển tổ nữa là tới 9 tổ không. Mà chuyến này nó về mặt nó không có được nhiều ha. Ồ, thua. Gì vậy? Thua à? Hát lên thử coi. Leo cái làm sao? Leo không, người làm gì, người phóng rồi đó, rồi u đó luôn rồi trời. Gì vậy? Đó. Vậy? Vậy? Dân chơi. Rồi. Dân leo cây gì? Thôi. Đó anh. Hiểu rồi. Leo ra phá mà, từ. Nắm cái cọng dây ra. Cho quất thợ thử nắm cái cọng dây anh thử coi. Không dám thiệt chứ ơi, vợ đỡ một khúc coi. Nắm cái cọng dây kia ra, cái tay nhỏ làm gì vậy? Sao leo bội vậy? Thử coi. Yêu lắm, leo không có được rồi. Cái ôm anh không thấy hả? Rồi đi nào mà ôm vừa tay rồi quất tuốt hết cỡ nào không leo được. Còn cây bự quá ôm không dám tay leo không được. Rồi bây giờ tới anh lại quay cho em leo thử khúc coi. 2, 3. Đi sao nãy da nhẵn quá. Trời ơi, sao leo thấy dễ ăn vậy? Có điều cái giò hay gung nha, dắt tối chắc cài dữ lắm nè. Quá dữ rồi cả nhà ơi. Quá dữ. Quá dữ cho anh Điệp. Like cho anh Điệp cả nhà ơi. Thấy ghê chưa? Vũ khỉ miền Tây. Còn mấy thằng mình chỉ là con vịt leo cây thôi. Nè, dính vậy nè. Ừ. Để cho mẹ mẹ bò tay xuống cho nó khỏe. Ê. Ông xuống. Ừ, rồi, ông xuống rồi. Đi chỗ khác anh em ơi. Ông xuống. Để léo cây lên dây đồng. Nam mô Phật. Lên để về hơi giãn ha. Cái nắm dây kéo xuống mà được không? Được thầy cô. Vậy? Hai em trai này sáng mới thấy chạy xe đi ngang mà. Đúng không? Ở đây là 4 tổ này nha. 4 tổ ông với bên đó 1 tổ nữa đó.
đó, là 5 tổ. 5 tổ với 1 tổ, đây 1 tổ nữa nè. Căn căn chủ Nhiệm đang ngồi đó kìa. 6 tổ. 6 tổ với cái nhánh ở trên này 1 tổ nè. Cây này nè. Và đón tổ nữa là 7. 7 tổ với 1 cây và đón tổ nữa là 8. 8 tổ với cây bên đây 1 tổ nữa là 9 nè. 9 tổ ông. 3 cây sau. Có cây này là nhiều nhất, cây này là 7 là 7 tổ. Ôi trời. Nhưng mà dữ quá trời. Ây da. Ây da, nhắn tại trời. Ây da. Ông này ông già không mà nó quá trời thốn quá. Ây da, nó tìm không, không được rồi. Dính gãy 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 chi mới động tay hết trơn. Quá trời luôn, biết gì sáng lấy mấy cái quần của vợ theo mặt. Thiệt á, anh biết sao không, cái quần của người phụ nữ á, nó hôi háng lắm. Ừ, nó hôi háng hơn là cái quần của mình. Nên mình mặc á, là cái quần của người phụ nữ, ông nó ít quýnh. Tại vì mình kêu bằng ông mà. Ừ, ông là phải sợ bà thôi. Bà nói tiếng một á, là ông phải nghe. Nên vừa vậy mà mình mặc cái quần của vợ mình đi theo á rồi ấy. Ông thấy trời ơi, phụ nữ. Anh em ơi, chạy thôi. Ừ, bay ra khỏi tổ liền, cầu lên, mặc cái quần lên nè. Gì đâu mà quýnh. Tại chân đẹp bây giờ nói chung là mấy chục mũi đi luôn nha, hai tay á, giờ nói chung là gung hết trơn á. Thì bởi vậy anh ngồi đó không mà còn mấy chục rồi, đừng nói với em. Thôi cô chú ơi. Không có mặc mũi gì trơn á cô chú ơi. Thôi giờ. Quá trời trắng kim hết trơn. Vậy dạ hả? Dạ. Không sợ khói, với một phần nữa lùa dối gió nè cả nhà, cả con ai nhờ gió nè, lùa khói đi hết trơn à. Với một phần nữa là điệp bắt năm nào cũng vậy, mấy tô ông này hung lắm. Không tới hả? Một phóng hoa không luôn. Quá chứ không. Có hoa không. Sống không. Xuống làm lại ha. Sao xuống rồi? Xuống rồi hả? Trời ơi. Đẹp chuẩn bị cắt ổ thứ ba nha cả nhà. Đó, cục mực nó cũng bự lắm đó. Thấy vậy đó, ở dưới này thấy vậy chứ trên nó bự lắm. Trên 1 lít, từ 1 lít ăn lên đó. Thấy có nhánh 2 ổ luôn. Đẹp nằm mà đưa cái giò nằm dài, tránh nhánh cây nằm ngược vô đó cả nhà. Cái tổ đó cục mực nằm chính giữa cả nhà. Anh nãy phép lấy cục mực rồi, giờ anh đẹp ảnh giá xong rồi đó cả nhà. Ảnh là hơn gài đòn là giá không, chuyên gia là thầy giá luôn. Ai có cần giá mùng, giá mền, giá chiếu, giá áo, giá quần gì đó liên hệ với anh đẹp nha, anh đẹp là thầy giá đó nha cả nhà. Quá gió rồi cô chú ơi. Cái nhánh cây này thì nó khô gan rồi mà Điệp cũng không dám ra nữa, tự nhiên nhánh cây này giờ nó chết rồi. Thì bắt cái tổ này trước đi. Tổ này nó kỳ lắm. Tổ này gọc luôn à. Đi ơi, gọc đi. Không dở quá nhờ. Có mặt mọi biết gì chứ. Giờ chết. Cái này mua lỗ rồi cả nhà. Mật mấy chị có gì chơi. Đây mật dở quá. Quá. Wow. Tàu láo mía lao luôn. Bên kia nó mấy nhiều mật nha nha.
cục này khô rồi. Cây này lúc nào có về, nó về cũng vậy, kèo lớn mà về cái tổ ong dở, chẳng có ra gì chứ. Đừng gớt nha. Gớt cây đuốc nha. Ở trên này khóc tiếng a cặp không á. Tổ này sâu nữa, cái này có một chút cục pháo hoa hết biết. Để ở đây đi, đến lúc anh em nào có xài thì đẹp ấy chút xíu mặt hả trời. Ui xíu mà đi ra quýnh cổ. Thua cây nhiều tổ mà như không. Các anh em miền Trung, miền Bắc á, xem clip cũng chăm chế ha. Ở miền Tây giờ vậy đó, tới nguồn mặt mà còn không có được nhiều tổ nữa, là lý do là ở khu vực này á chưa có cây trái hoa màu nhiều bông hoa nó. Cắt tổ gì đâu mà. Cực lắm nha. Rồi còn tổ nữa, ở trên nữa là hết rồi. Bắt tổ ngoài này nữa là hết rồi nha. Hả? Hốt áo giáp mà chịu mấy nổi hả? Phun giáp hả? Là không có chích mũi nào vô người đi luôn hả? Tổ này hung quá hung. Cứu được tổ ngoài này được lít thông nữa. Nhờ được tổ ngoài cả nhà ơi. Cái này là mua nghe nha, đẹp mua nha. Mua dưới số tiền là 6 triệu lời ăn lỗ triệu. Chắc lỗ rồi. Bắt chia thì chủ nhà không có bắt nha cả nhà. Anh Út thì từ xưa giờ là đẹp mua mà, lời ăn lỗ triệu. Thì trước đẹp mua 4-5 triệu bạc á, đẹp cắt cũng mười mấy cái ký. Mồ thật ra nhánh này nó bự bựa ta. Nói chung là điệp không có gì biêu ha. Cố tình điệp quýnh nó nhanh rút lẻ. Ô tổ này có nửa lít rồi. Quên lấy cái bọc kia cả nhà ơi. Lấy cái bọc này nó dày quá. Hết đi cục pháo hoa. Quá trời cục pháo hoa bự. Mặt không trong này im ghê. Cắt một cái đi, mình vô trong cái ha, quay sao. Nửa lít lắm rồi nha.
Ây da, quýnh nữa. Mong gần cái tổ này lần sau nó nhiều ha. Mình mua trên cây gì nha, lời đang lỗ chịu. Chứ mình không có khóc than nha. Chị chỉ là chị đẹp chỉ nói là cả nhà biết là được mua là 6 triệu. Ây da, quýnh vô. Rồi. Cùng ông thì cũng không có được nhiều nữa nha. Cảm giác thì dữ. Quá mệt. Mặt xuống cả nhà ơi. Này trên này tắt anh em ơi, cục nhỏ nhỏ không đẹp đang nhẹm đang xoắn mặt kia chưa đây ngồi. Chị bay từ đây qua bên bển nha, qua bển thì bắt cái tôm ở bên đó đó, tại vì leo từ dưới leo lên nữa thì nó lâu lắm mà nó mệt lắm. Ok. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Đây. Đi bay qua cái tới tổ ong đi luôn nè nha. Ây da, quýnh giò luôn. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ây da. Ây da. Vớt vát lại cái tổ này coi. Trong sớm giờ hốt 7-8 ô không? Giờ tổ này là tổ ngon nhất, vớt vát lại cứu bồ anh em ơi. Quá đã rồi, ông không miếng đi. Trời ơi, sớm giờ mừng hơn má đi chạy về nữa anh em. Sáng giờ chỉ có được cục mật ong này mà là mới vớt vát đời anh em lại nè. Chứ sớm giờ toàn là ăn xị nữa lít gì không à. Chúc mừng. Này vừa có phóng hoa mà vừa mặt nữa nha. Quay gì mà nhà ơi. Vừa ít mặt nghe cả nhà. Quá ngon à. Cách hay lít ngoài vậy đó mà. Quá đã. Ui ui. Chảy mặt. Quá đã rồi cô chú ơi. Được con tổ ong này. Quá ngon. Lít một hơn lít. Với anh em chỉnh phóng hoa sao nha. Được cắt cũng chỉnh cũng sạch sạch rồi. Quá ngon cô chú ơi. Cắt ra cái là mặt nó chảy ra ngoài như gì nữa nha. Vì mặt ong nước là nó vậy đó, mặt ong mà nó chưa chấm vôi á, nước nhiều á, cắt xong cái là nó chảy ra. Rồi cục phóng hoa dành về ngâm rượu bán. Cô dì chú bác anh chị em có cần nhu cầu mua rượu phóng hoa này xin liên hệ trên góc phải luôn ha. Mặt ong cục mà ong lít chấm lương mở chăng. Rồi giờ điệp xuống ha. Chưa sữa em cạo một cái. Bắt xong rồi cả nhà, anh Điệp đang xuống cả nhà. Sợ là sợ ông bằng thôi. Ở dưới ông bằng đây nè. Ây da.
ông tới rồi anh ơi. Cái này trời về mầm đen hết trơn à. Quá trời luôn. Chào trai, chào khán giả nè. Coi nè, cho làm camera ở dưới đất rồi phải chịu lắm ăn sôi vậy nè. Bây giờ mấy con tay này rồi. Cùng ông nè. Nè cầm đi. Đâu em trai này bao nhiêu tuổi? Em trai 13 tuổi. Trời ơi trời. Em trai kia 16. 16 hả? 13 tuổi rồi đi hốt ông rồi đó anh em thấy không? Mưu sinh mà. Thấy không? Lao động được rồi đấy. Cái kiếm tiền à. Hả? Cái kiếm tiền của gia đình là được rồi. Ừ. Kiếm lít rưỡi nè. Đừng có kiếm tiền cho nha. Kiếm tiền lít xì rưỡi. Lít. Kiếm tiền về cưng đi bắt ông, kiếm tiền về có khi nào mà cho tiền cha mẹ không? Hỏi thiệt. Có. Hả? Có. Tại vì cha mẹ nuôi mình từ nhỏ đến lớn nghe em trai. Mình phải làm có tiền mình phụ lợi cha với mẹ. Còn cái chuyện tương lai còn vợ con nữa. Rồi, dịp máy xuống tới nè anh em ơi. Tại vì nhiều khi cô dì chú bác anh chị em xem clip thì nói này nói kia. Chứ thật sự ra thì em trai này nó quá trời tuổi nhỏ. Nhỏ hơn tuổi con gái của Điệp nữa. Mình có sao mình nói vậy. Mà ông được bao nhiêu á hả? 8 tổ mà được có 3 lít rồi nha. Trời ơi, 8 tổ mà được có 3 lít mặt hả? Quái đạn thiệt chứ. Tổ không được nói lít, trung bình tổ không được nói lít. Điếm, anh điếm lại cái cho cộng đồng thấy. 1 2 3 4 5 rồi sao dương tám thiếu một tấm đi đi đếm lại coi 1 à. 2 3 4 5 6 vậy rồi, là chín được cặp à. Như vậy là đủ rồi, rồi nó rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ anh chị đi mua vàng chứ. Đúng không? Không vậy. Vàng sao mấy? Hả? Thiếu, sao thiếu 500 nữa mới được một chỉ vậy đó hả? Vậy mới nãy mò ốc cũng bán được rồi. Ừ, cái tiền mò ốc mới nãy cũng bộn mà là đủ rồi. Mò ốc mới nãy được nhiêu chị, nhiêu ký? Ký 58.000 mà nãy được nhiêu ký á? 3 ký vậy đó hả? 3 vậy đó hả? Đẻ ốc nhỏ nữa, vừa lại dạ. Ốc nhỏ phần nữa rồi. Giờ hồi ra ngoài bắt thêm tổ nữa rồi anh em quay thành quả nó nghe nha. Cái ổ sau rồi kia em bắt được có 1 lít à. Rồi hồi sớm giờ anh em chờ em bắt ông xong rồi nó mới có đi đi công chuyện á hả? Mỗi khi em nhắc cái máy đến là chị Út gì chạy mắc tiêu kìa, thấy chưa? À. Rồi mấy anh em chào cả nhà đi là thấy à, thấy hình ảnh của anh trên rảnh à, bye bye nhà là thấy à. Đó, anh chàng đẹp trai nha. Đó. Đi ra ngoài nha, chúc anh thượng lộ nha, chứ em thì em không biết nha, chứ đi ra ở ngoài đó là ông nó còn xuống đó nha. Đó. Chạy nhanh chút cái gì? Tướng ngon lành ha mà mập mạc ha, ông nó cũng phái dữ à. bà cũng phái mà. Rồi cảm ơn anh. Rồi nha. Rồi dạ. Anh đi về đi công về đi đám nữa rồi. Dạ. Yeah. Rồi anh bye bye cả nhà đi là dạ. Thấy à. Rồi em cảm ơn anh ruột. Tướng tá ngon lành rồi em chúc anh đi ngang đó cho bà thơm tí xíu nha. dạ. Tổng rồi. Tổng cộng là khoảng 4 lít nha cả nhà. Cục này lít mấy? Ừ. Một lít mấy dồn dưới lít mấy cục này cũng là 2 lít nè. Ừ, 2 lít rồi, còn 2 cái kia. Cục này lít mấy, còn 3 chuyển nữa là 2 lít nè. Ừ, 2. Nè, cái cục này mới bắt xuống sau cùng nè. Em trai quắt leo nè nha. Tổng cộng thì được cũng được 4 lít mấy. 4 lít mặt. Như 4 lít mặt đi. Thì của nó là hơn 4 lít mặt đấy. Mà mình tính như 4 lít mặt đi. 4 lít mặt mà bắt mấy cây, mấy tổ ta? 9 nổ. 9 ổ mà mình bắt đâu nó đâu hết? 8 ổ. 8 ổ. Hả? Cái cây lớn là bắt 4, 5, 6 tổ à? 6 tổ, cây nhỏ 1 tổ, với cây kia 1 tổ, 8 tổ. Nha.
thì cũng bắt cũng hết biết 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 nhớ rồi, hết luôn rồi. Ừ. Quá trời luôn mà ông nấu quýnh không nhiều nha, thì thành quả cũng được 4 lít mặt với được bọc phấn hoa. Phấn hoa này thì Điệp phải về gửi cho người ta nghe, có người hỏi mua nghe nha, nên Điệp gửi về bán đó, trước bán rồi tặng nữa, vừa bán vừa tặng nữa thùm lum chân á. Thì Điệp cũng chúc cho ông quý ông bà quý vị chú bác anh chị em gần xa trong nước cho ngoài nước có buổi tối xem clip thì Điệp luôn dạ hạnh phúc nha. Thì Điệp cũng cảm ơn cả nhà trong thời gian qua cùng đồng hành nha, bỏ chút thời gian quý báu xem clip và ủng hộ kênh này. Điệp cảm ơn anh Út, anh Út anh cho chai cái mít ruột ruột đỏ, cái mít này cũng tầm cái giá cả chục của ta, chục ký á. Ừ, xả hơn hơn đó hả, hơn chục ký nha, ký 70 ngàn á vậy đó. Đó, thì em cảm ơn anh Út nghe nó nghe anh Út rồi. Cái này là chủ của cây sao nhiều tôm nghe nha. Thì anh Út thì cũng ở chỗ này cũng Điệp bắt, hình như em bắt anh cũng 3-4 năm gì rồi ta, 4 năm 5 năm năm nay nó năm thứ tư nè. Đó, tại em làm YouTube năm nay nữa là năm thứ tư, bắt năm đầu tiên đó. Dạ nó này năm đầu tiên hình như là cũng được 4 năm tổ nó gì đó. Thì giờ Điệp mua nghe nha, lời ăn lỗ chịu. Điệp còn mua mấy lần trước, mua mấy lần trước em mua lại. Dạ. Lần này thì bù đắp lại. Đó, rồi giờ anh Út bye bye cả nhà cái bye anh Út ơi. Rồi em nhớ cho anh Điệp like cả nhà ơi. Cái đó là cái, nhà cái này gì Điệp kêu bằng anh Nhiệm nhưng cộng đồng kêu bằng em trai được rồi. Bye bye nhà nè. Chào cả nhà. À, giờ nó chuyện hết nổi, tay chân sưng không? Đâu ta tay húp chứ. Vậy. Sưng bàn tay này không mấy dục chích. Sưng húp hết chứ. Leo lên ngồi ôm nha. Sưng nè nghe nha, nghe đây nha. Vua lì đòn. Mấy chỗ nào mà nó sưng là nó quýnh 3-4 mũi dồn vô cả. Vua lì đòn mà lên cảnh ôm nhánh không à. Nhánh đâu? Có lên được đâu mà không ôm. Phải vậy, gọi ôm nhánh không chịu nữa. Không phải ôm mà. Rồi thôi giờ anh em thu xếp đi về nghe nha nhà ơi. Đó. Rồi Điệp chào nhà, đây là clip tiếp theo nha. Đó. Rồi em về nha anh Út ơi. Dạ dạ em cảm ơn anh Út cái trái mít. Về tối nay vợ chồng em ôm nhau thơm lắm à. Không cởi mình ôm lần lần đi, mình ôm lần lần đến 2-3 ngày nó nữa là nó chín rồi. Đó. Rồi giờ Điệp bye bye cả nhà.